Anh Khôi xin mến chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay, anh Khôi xin được gửi tới quý vị tập một của câu chuyện mang tên quả báo tiểu tam, tác giả Anh Thư. Mời quý vị cùng đón nghe. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh cũng như để lại bình luận ở phía dưới nhé. Tôi tên Quý, đầy đủ cả họ và tên thì là Nguyễn Thị Kim Quý. Thật lòng tôi không thích cái tên này, nhưng mẹ tôi thì lại rất thích. Mẹ tôi tên Nguyễn Thị Kim, đặt thêm mỗi chữ Quý là thành tên tôi. Thế nhưng biết làm sao? Gia cảnh và cái tên là hai thứ tôi muốn thay đổi nhất tôi lại chẳng thể thay đổi được từ nhỏ tôi sống với mẹ theo họ mẹ và cũng chẳng biết bố mình là ai đến mẹ còn chả biết huống hồ là tôi ừ thì thực ra mẹ tôi làm gái nói thô thiền hơn chính xác hơn là làm đĩ mà làm đĩ thì ngủ với cả trăm ngàn người tôi được tạo thành bởi gã đàn ông nào chính bà cũng chả nhớ nổi mẹ tôi làm đĩ cả làng cả xóm biết từ cái hồi còn bé xíu bé siêu tôi đã gặp cảnh mẹ bị vợ người ta đến đánh ghen. Mẹ tôi ban đầu còn giấu giếm tôi. Nhưng sau này khi bắt gặp mẹ đưa khách về nhà thì bà chẳng còn giấu nữa. Khi buổi đêm đó bà ôm tôi vào lòng khóc rưng rức nói. Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể làm gì khác được. Vì kiếm tiền lo cho con, mẹ phải làm cái nghề này. Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con. Mẹ xin lỗi vì không cho con được một gia cảnh như người ta. Mẹ khóc, tôi cũng khóc. Từ tấm bé tí tin hin tôi đã bị người ta chửi rủa, chỉ trích chỉ vì bà. Bà làm đĩ, bị cả xã hội coi thường rẻ rúng. Nhưng suy cho cùng bà vẫn là mẹ tôi, vẫn là người mang nặng đẻ đau sinh ra tôi nên tôi cũng không thể quay lưng với bà. Mẹ tôi đẹp, thực sự rất đẹp. Mái tóc đen láy, làn da trắng bóc, và vóc dáng thì nóng bỏng chẳng khác gì mấy cô gái tơ. Thế nên bà chẳng cần tranh giành khách với đám ca ve khác cũng có người tự động tìm đến. Từ hồi biết mẹ làm đĩ, tôi đã từng tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học thật giỏi. Sau này kiếm nhiều tiền cho mẹ để mẹ không làm cái nghề dơ giấy ấy nữa. Thế nhưng khi tôi chưa lớn, mẹ tôi đã chẳng làm đĩ nữa, Ấy là vào cái năm tôi vừa tròn 15 tuổi, một buổi sáng mẹ tôi thu dọn quần áo rồi nói với tôi. Quý, con có thích có ba không? Tôi cũng chẳng biết tự dưng vì sao bà hỏi tôi như vậy. Bản thân cũng không biết cảm giác có ba là thế nào nên gật đầu đại. Bà thấy vậy thì cười mãn nguyện. Từ nay con sẽ có một gia đình, có đầy đủ ba và mẹ. Từ nay mẹ cũng không làm nghề mạt hạng đó nữa. Mẹ sẽ ở nhà nấu cho con những bữa ăn thật ngon. 15 tuổi cũng đã đủ lớn, tất nhiên tôi hiểu ý tứ trong lời bà nói. Tôi không hỏi nhiều, chỉ lầm lì đi theo bà ra đường. Ở đó có một chiếc xe ô tô đen đã chờ sẵn. Bà đẩy mấy vali quần áo lên mở cửa cho tôi rồi nói: "Con vào đi, ba đang chờ sẵn trên xe. Nhớ chào bà nha con." ở vô lăng một người đàn ông trên 40 tuổi đang ngồi. Ông ta có nét đẹp phong trần, từng trải. Ban đầu chưa gặp tôi cứ ngỡ là gã đàn ông béo ục ịch. Nhưng không, ông ta không giống những tên đại gia bao gái trong suy nghĩ của tôi. Tôi hơi cụp đôi mắt xuống nói nhỏ nhẹ. Con chào ba. Chính bản thân tôi nói ra câu đấy cũng thấy sặc một mùi giả tạo. Chỉ có mẹ tôi là cười hạnh phúc ông ta hơi nghiêng đầu đáp lại chào con từ nay ta sẽ là ba của con nói xong ông ta khẽ mỉm cười đầy thân thiện ừ thì ba thì ba đằng nào cũng đang khuyết vị trí đó có cũng vui mà ba dượng không hỏi tôi nhiều chỉ nói bấy nhiêu rồi quay sang trò chuyện cùng mẹ tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài trong lòng chỉ duy nhất một cảm giác lạc lõng ngồi trên xe nghe được câu chuyện của hai người tôi biết được người ba dượng này của tôi tên là đức giám đốc của một công ty bánh kẹo tôi cũng không hiểu lý do vì sao ba dượng lại yêu mẹ tôi và đón ba về nhà người như ông thiếu gì những cô gái tân xin chết không biết rốt cuộc ông có biết quá khứ của mẹ tôi không tôi lén nhìn mẹ trong lòng chợt nảy sinh cảm giác hơi lo sợ nhưng tôi cũng chẳng dám thắc mắc nhiều chuyện của người lớn tôi không nên quan tâm nhiều thì tốt hơn. Chẳng phải mấy chuyện ngôn tình tôi đọc nữ chính nhiều nữ chính cũng như mẹ tôi mà nam chính vẫn yêu thương đấy sao? Chiếc xe đi hơn 30 phút mới đến nơi rồi đỗ lại ngay ở cổng một căn biệt thự ngay ở trung tâm Hà Nội. Tôi với mẹ bước xuống theo ba dượng vào nhà. Còn đống đồ trên xe đã có giúp việc vận chuyển. Căn biệt thự quả thực là xa hoa. Tôi nép sau lưng mẹ đi vào trong ba dượng nhìn tôi mỉm cười rồi nói con không cần sợ sệt gì cả cứ coi như đây là nhà con thôi chắc hai mẹ con cũng đói lắm rồi đúng không đi xuống phòng ăn thôi anh trai con cũng chờ ở đó sẵn rồi anh trai tôi nghe xong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoan đi theo ông lúc bước xuống phòng ăn thì thấy một gã đàn ông đang ngồi đó đọc sách gọi gã đàn ông thì hơi quá thực ra anh ta trông cũng chỉ hơi tôi một hai tuổi ba dượng kéo ghế cho tôi rồi nói quý đây là phong anh trai con anh hơn con có hai tuổi thôi phong chào mẹ chào em đi lúc này tôi mới quan sát kỹ hơn gã anh trai hờ anh ta có mái tóc được cắt gọn gàng để lộ cả vầng trán cao mũi phong rất cao và thẳng bờ môi căng mọng và phong có đôi mắt cực kỳ cực kỳ đẹp tôi hiếm thấy có ai có đôi mắt như vậy. Hai trong mắt không có màu đen mà là một màu xanh xám nhưng trong vắt. Hàng lông mi rậm, dài. Cong vút càng làm cho đôi mắt ấy to và sâu thẳm hơn bao giờ hết. Phong nhìn tôi không lấy gì làm ngạc nhiên. Ánh mắt chạm nhẹ vào mắt tôi rồi lạnh lùng cúi xuống. Ba Dượng thấy vậy thì trao mày nói. Phong, chẳng phải ngày xưa con hay nói thích có em gái lắm sao? Từ nay quý sẽ là em gái con. Con hơn em 2 tuổi thì chịu khó nhường nhịn, quan tâm em một chút. Anh ta vẫn không đáp, thật là một gã đàn ông mất lịch sự. Ba dượng thở dài bất lực gắp cho tôi một miếng gà rán. Nói thực, cái bầu không khí này khiến tôi hơi thấy ngột ngạt. Ăn cơm xong tôi được đưa lên một phòng riêng. Mấy người giúp việc đã giúp tôi treo quần áo vào tủ lúc vừa nằm phịch xuống giường thì đột nhiên tôi nghe tiếng rầm rất lớn liền chạy vội ra hóa ra phong từ trong phòng bước ra tiếng rầm ban nãy chính là tiếng kéo cửa của anh ta tôi nhìn anh ta anh ta cũng nhìn tôi vừa hay hai ánh mắt chạm vào nhau đột nhiên tôi thấy anh ta cười nhếch mép rồi đi nhanh xuống cầu thang tôi và phong ở chung một tầng hai phòng ngủ hơi chếch nhau một chút không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy lạnh sống lưng nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra tôi dần bắt đầu quen với cuộc sống ở đây nói thế nào nhỉ cái này có được gọi là một bước lên tiên không trước kia tôi với mẹ sống chui lùi trong căn phòng trọ chật trội những bữa cơm cũng chẳng bao giờ đầy đủ giờ về đây cơm bưng nước rót người hầu kẻ hạ tự dưng tôi mới hiểu vật chất quan trọng biết nhường nào. Về đây mọi thứ đều tốt đẹp, trừ tên Phong. Anh ta rất chi là hãm tài, lúc nào cũng làm ra vẻ mình là chủ nhà còn tôi chỉ là vị khách dư thừa. Nhưng tất nhiên tôi không ý kiến gì nhiều. Nhà vốn dĩ của ba anh ta, tôi có uất ức cũng phải cố gắng nhẫn nhịn, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Năm nay tôi lên lớp 10, đồng nghĩa với việc phong lên lớp 12. Tôi được ba dượng làm thủ tục cho học vào học ở trường Chu Văn An, cùng trường với phong. Ngày đầu tiên nhập học, tôi và phong được chính ba dượng đưa đến. Lúc vào trường tôi mới biết phong được rất nhiều cô gái trong trường thích. Tôi chẳng hiểu sao một gã đàn ông ngạo mạn, coi thường người khác như anh ta cũng có người thích được. Bu của các chị gái trong trường cũng mặn thật. Trường mới lớp mới. Bạn bè đều chưa quen ai nên tôi cũng cảm thấy có chút lạc lõng. Có điều ở đây mọi người cũng đều như tôi cả thôi. Đều là những cô cậu học sinh cấp 2 bắt đầu cuộc sống mới của thời cấp 3. Lúc khai giảng xong ba dượng có gọi điện cho Phong không đến đón được nên dục tôi và anh ta ra bắt taxi về. Thế nhưng Phong chỉ thông báo với tôi như vậy rồi nhếch mép leo lên con xe cúp của bạn Phóng đi mất. Tôi chạy theo gào lên cho tôi địa chỉ đi. Phong nhìn tôi nhún vai vẻ mặt đầy đắc ý. Tôi tức run mà không thể làm gì được. Giờ cũng đã trưa. Nắng gay gắt lắm. Thực sự từ lúc theo mẹ về đây tôi không ra khỏi nhà. Không hề biết nhà Phong nằm ở khu nào. Tôi đứng thở dài bất chợt thấy ngay dưới gốc cây xấu cổng trường một bạn gái học cùng lớp. Tôi liền chạy ra mặt giày nói. Bạn ơi! Bạn có có điện thoại không? Nếu có có thể cho mình mượn một chút được không? Thật ra cả lớp gần 40 con người nhưng bạn gái này tôi nhớ rõ nhất vì xinh đẹp nhất lớp và hơn hết còn là thủ khoa đầu vào của khối 10. Bạn nhìn tôi, mỉm cười thân thiện rút trong túi quần chiếc điện thoại ra rồi đáp nhỏ nhẹ. "Đây, bạn gọi cho ai à để mình bấm số cho?" Tôi gật đầu đọc số mẹ tôi đến khi đầu dây bên kia nhấc máy bạn đưa cho tôi ra hiệu nghe mẹ tôi thấy số lạ liền hỏi ai đấy con đây mẹ mẹ ơi địa chỉ nhà mình là gì vậy mẹ nhỉ ờ thế không phải con đi với anh Phong à hỏi địa chỉ làm gì anh Phong tôi nghe mà mắc mửa nhưng vẫn đáp lại anh ấy đi có việc rồi dục con tự về mà con không nhớ địa chỉ Mẹ tôi nghe xong đọc địa chỉ rồi dặn dò tôi bắt taxi về vì mẹ tôi đang bận. Tôi tắt máy trả lại cho chủ nhân của nó rồi cảm ơn sau đó đứng chờ xe. Trong lúc chờ tôi có bắt chuyện với bạn thì biết được bạn tên Nguyệt Anh. Quê gốc của bạn không phải ở Hà Nội nhưng bạn được ba mẹ cho lên đây học từ năm cấp 2. Nói chuyện một lúc thì có một chiếc ô tô bóng loáng đến đón bạn. Bấy giờ tôi mới biết Nguyệt Anh chẳng những xinh đẹp học giỏi mà còn rất giàu có đôi vợ chồng ngồi trên chiếc xe ô tô ban nãy chính là ba mẹ của bạn thật là một gia đình đẹp không hiểu sao tự dưng tôi lại thở dài thườn thượt lúc về đến nhà phong vẫn chưa về tôi ném chiếc cặp lên giường rồi đóng cửa hôm nay chẳng có ai ở nhà tôi cũng chẳng buồn ăn uống gì nằm ngủ một giấc đến chiều những ngày tiếp theo tôi quen dần với việc đến trường và rồi tôi bắt đầu thân với nguyệt anh nguyệt anh thực sự là cô gái dễ gần dễ mến ban đầu tôi với nguyệt anh còn ngại ngùng nên nói chuyện lịch sự lắm sau này thân quen dần thì cách nói chuyện cũng bố bã hơn nguyệt anh trông có vẻ tiểu thư nhưng không kiêu ngạo thậm chí chính nó còn bắt tôi xưng hô mày tao cho gần gũi nguyệt anh thích tôi gọi nó là nguyệt vì những người thân đều gọi như vậy công nhận gọi nguyệt nghe đỡ mỏi mồm hơn hẳn nguyệt mới vào đầu năm học đã rất nổi tiếng cũng phải thôi một người con gái xinh đẹp lại giỏi giang như nó không nổi mới lạ nhà nguyệt cũng gần nhà ba dượng nó ở cùng bà vú già chỉ lâu lâu ba mẹ mới lên thăm nhà nó có ba chị em dưới còn hai em trai nó là con gái duy nhất nên được cưng chiều nhất hai thằng em trai của Nguyệt đi du học ở Canada từ hồi lớp 9. Nguyệt thì phần nhớ mẹ, phần cũng không muốn đi nên ở nhà. Ngày xưa ở trường cấp 2 tôi cũng nổi tiếng như Nguyệt bây giờ. Tôi cũng xinh đẹp, cũng học giỏi. Thế nhưng lên cấp 3 đứng cạnh nó tự dưng tôi bị lu mờ. Mỗi thứ tôi đều kém Nguyệt một chút. Thành ra so về mọi mặt tôi đều không bằng nó. Nhiều khi tôi cũng không hiểu sao ông trời ưu ái nó nhiều như vậy. Gia cảnh, ngoại hình, trí tuệ nó đều hoàn hảo không khiếm khuyết. Trong lòng tôi cũng tự dưng nảy sinh ra cảm giác ghen tị. Người ta bảo rồi, đàn bà ai chẳng có tính đố kỵ, tôi đố kỵ với nó cũng tốt. Như vậy nó sẽ là động lực cho tôi cố gắng hoàn thiện mình. Tôi tự an ủi mình như thế. Ở trường cấp 3 này, học sinh nam nổi tiếng nhất là phong học sinh nữ nổi tiếng nhất là nguyệt còn tôi với tư cách bạn thân nhất của hot girl và em gái của hot boy thành ra tự dưng lại được nổi tiếng ké người ta nghĩ tôi và phong là anh em vì vài lần ba dượng đưa hai đứa đi học phong đối với tôi mà nói chính xác là một gã đàn ông mất lịch sự anh ta coi tôi còn chẳng bằng người dưng nước lã mấy lần anh ta còn chơi đều tôi bằng việc tối đưa tôi đi học thêm rồi bỏ đi chơi với hội bạn rồi bỏ đi chơi khiến tôi phải gọi mẹ đến đón. thế nhưng mẹ tôi không phải lúc nào cũng rảnh thành ra tôi lại phải tự lết xác từ con hẻm sâu đi ra đường rồi về nhà. sau này tôi làm quen được với mấy bạn mới nên được cho đi nhờ. phong cũng vì thế hàn học vì không làm cho tôi phát điên được. tôi ghét phong, ghét cái cách anh ta coi thường tôi, coi thường mẹ tôi. Ghét mỗi khi gặp tôi anh ta đều nhếch mép. Ghét những lúc anh ta cậy mình là chủ nhà bắt đầu sai vặt tôi. Mà ghét nhất là việc anh ta là đàn ông nhưng không có chút thương hoa tiếc ngọc nào với tôi mà chỉ tìm cách chơi đều tôi. Mà càng ghét lại càng cảm thấy ghen tị. Phong học giỏi, đẹp trai, nhiều người thích. Về nhà mẹ tôi lẫn ba dượng đều rất nuông chiều anh ta cuối học kỳ phong thi học sinh giỏi được giải nhất cấp thành phố còn được chọn đi thi quốc gia hôm ấy cả nhà tôi đi ăn nhà hàng ba dượng còn mời thêm rất nhiều bạn bè đến phong trở thành tâm điểm của mọi người còn tôi đứng một góc cũng không một ai chú ý đến tất nhiên tôi vẫn cầm ly nước ngọt miệng mỉm cười nhưng trong lòng thì như có sóng cuộn lên tự dưng tôi thấy bản thân giống như con cóc ghẻ bị xa lánh mẹ tôi thì khen Phong bằng những lời lẽ hết sức hoa mỹ. Bà tự hào như thể Phong chính là con ruột bà. Như vậy tôi lại càng thấy khó chịu. Lúc đi về nhà, tôi nằm vật ra giường nằm chăn chọc mãi không ngủ được. Đến khi có mùi khói nhang sộc vào mũi thì bật dậy hé cửa ngó ra ngoài. Phòng của Phong khép hở. Trên tầng 3 bật điện sáng choang. Nghe nói đó là phòng thờ của mẹ Phong. Tôi từ khi bước chân đến đây thì chưa bao giờ lên đến tầng 3. Tự dưng tôi bỗng thấy tò mò liền nhón chân nhẹ lên. Phòng thờ không đóng cửa, bóng lưng Phong quay về phía tôi. Gã đàn ông như Phong cũng có lúc cô đơn đến thế này sao? Thế nhưng tôi không dám nhìn lâu mà quay lưng đi, thế nhưng vừa đi được hai bước thì đằng sau có tiếng Phong cất lên. Cô lên đây làm gì? Ai cho phép? Tôi định giải thích đã bị anh ta kéo mạnh bạo xuống dưới rồi đẩy vào phòng sau đó giết lên. Tôi cấm cô không được phép tiến lại gần phòng thờ của mẹ tôi. Tôi nhếch mép đáp lại. Anh nghĩ tôi thèm lắm chắc. Khỏi cần cấm. Có mời tôi cũng không thèm lên. Anh ta nhìn tôi. Đôi mắt đỏ ngầu. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ lao vào đánh tôi nhưng không anh ta nhìn rồi bỏ đi sau đó lại đóng mạnh cửa lúc này tôi cũng phát hiện bản chân tôi tự dưng túa máu do bị va vào góc cửa tôi nhìn màu đỏ tươi chảy ra bỗng dưng nỗi căm ghét uất hận lại càng thêm nhiều thế rồi đến gần tết từ cái ngày bị phong lôi từ trên tầng ba xuống tôi ít gặp anh ta hơn nghe nói qua tết sẽ thi quốc gia nếu được giải sẽ được tuyển thẳng vào một số trường đại học không thì cũng sẽ được điểm ưu tiên tôi cũng không biết như vậy có gì ghê gớm mà từ ba dượng. Mẹ tôi, lẫn các thầy cô và học sinh trong trường ngưỡng mộ anh ta hết sức. Phong được thể càng kinh kiệu ngạo mạn suốt ngày chê bai coi thường tôi. Có một ngày do hôm trước đến kỳ kinh nên tôi quên mất không làm bài tập. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ trành mảng việc học hành. Đến lúc cô giáo nhắc tôi mới sực nhớ ra thì đã muộn. Lúc kiểm tra vở, Cô giáo khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi hỏi: "Tại sao em không làm bài tập?" "Dạ, thưa cô em quên ạ." À. "Quên? Em đừng có lý do lý chấu. Ăn cơm có quên không mà bài tập lại không làm?" Tôi cúi gằm mặt, cô liền nói lớn: "Quý, cô nghe nói em là em gái của Phong. Em có biết em có một người anh trai xuất sắc thế nào không?" cậu ấy từ trước tới nay dù ốm đau bệnh tật thế nào cũng chưa bao giờ quên làm bài tập mà rõ ràng phần bài tập về nhà cô nhắc rất kỹ rồi tại sao em có thể nói là quên được cô nói xong chẳng đợi tôi đáp đi lên kiểm tra mấy bài khác đến bàn của nguyệt cô lại dừng lại cất tiếng quý không cần học đâu xa học tập tấm gương của anh trai và bạn thân đây này tôi nhìn nguyệt nó không dám nhìn thẳng vào mắt tôi có lẽ nó đang ái náy. Lúc này tôi cũng hiểu ra, nếu tôi không phải em gái Phong, nếu tôi không phải bạn thân của Nguyệt thì cô giáo có lẽ đã không đến mức khó chịu như vậy. Hình như cô giáo không hề biết việc tối kỵ nhất là đi so sánh giữa người này và người kia thì phải. Từ đầu năm tới giờ tôi lúc nào cũng cố gắng nỗ lực chăm chỉ. Vậy mà chỉ vì quên một lần có cần thiết phải gây gắt đến mức này không? cả buổi hôm đó dù có cố xua đi mọi chuyện nhưng tôi vẫn cảm thấy bất bình trong lòng đến lúc ra về tôi gặp ngay phong ở cổng trường anh ta nhìn tôi mỉa mai nghe nói hôm nay đi học không làm bài tập bị ghi vào sổ đầu bài hả tâm trạng tôi không tốt cũng không muốn cãi nhau nên đi thẳng anh ta lại càng được đà trêu để tôi về kể với mẹ cô nhé mà có cần tôi dạy cho học nếu muốn thì quỳ xuống cầu xin đi tôi sẽ dạy cho. Chẳng hiểu sao ai cũng nghĩ cô là em tôi. Tôi nào có đứa em lười biếng ngốc nghếch như cô. Sao vậy? Hay không muốn đi học, muốn đứng đường hả? Không hiểu sao nghe đến câu đấy tôi không kìm được nữa. Nhìn cái vẻ mặt căng căng của Phong tôi chỉ muốn lao vào mà đánh chửi. Anh ta đang nói ý đến mẹ tôi sao? Tôi cố kìm chế, cổ họng nghẹn ứ nhưng rồi tôi không hề đáp trả chỉ cúi đầu im lặng. Lúc này hai mắt tôi đỏ hoe, nước mắt cũng ẩn ẩc tuôn ra. Phong nhìn tôi, ánh mắt hơi ngơ ngác. Tôi cũng không nói thêm gì, bắt một chiếc taxi. Vừa lên xe, tôi đưa tay quệt nước mắt rồi khẽ nhếch mép. Nỗi căm ghét gã đàn ông cùng nhà càng lúc càng nhiều một buổi sáng chủ nhật được nghỉ nhưng ba dượng với mẹ tôi phải về quê có việc dặn tôi chiều mới lên. Phong thì đi học thêm. Tôi ở nhà nằm buồn chẳng có việc gì làm tự dưng tôi liền nghĩ ra một kế hoạch trả thù. Nghĩ xong, tôi lấy máy gọi cho Nguyệt rồi nói. Có tiền không? Cho tao vay một triệu. Một triệu. Ừ, yên tâm. Qua Tết được tiền mừng tuổi tao sẽ trả nhưng mày làm gì thế? Vay mua ít đồ sinh nhật cho anh trai tao. Thế quà lấy nhé. Tôi ừ, rồi tắt phục máy sau đó bắt taxi qua nhà Nguyệt. Vừa bấm chuông vừa suy nghĩ miên man. Nguyệt đưa tiền cho tôi. Dù tôi lại ăn cơm nhưng tôi từ chối. Nhận tiền xong tôi chạy vội ra hiệu thuốc mua ít thuốc sau đó trở về nhà. Lúc này Phong vẫn chưa về. Tôi nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ. Khoảng 11 giờ 30 anh ta từ lớp học thêm về. Tôi vội vào Facebook, lập một nick Facebook ảo rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Hôm nay Phong về muộn, anh ta chắc cũng biết tôi sẽ không nấu cơm nên đã ăn ngoài. 12 giờ hơn anh ta mới mở cửa bước vào, nhìn thấy cốc nước ép dưới trên bàn liền uống ực một hơi lên phòng lúc đi qua nhìn thấy tôi đột nhiên anh ta dựa lưng vào tường rồi nói nguyệt anh là bạn thân của cô đúng không đúng vậy thì sao cô có số không đưa cho tôi sao tôi phải đưa anh nghĩ anh là ai tôi nói xong cũng thấy phong lờ đờ mắt có lẽ thuốc giờ này đã ngấm anh ta cứ ngỡ mình buồn ngủ đơn thuần nên đi vội về phòng tôi cũng đi theo vừa đến cửa phòng phong đã nằm vật ra đất tôi liền cầm điện thoại của phong đặt ngón tay kia vào đúng như tôi dự đoán mật khẩu vân tay mở luôn được chiếc điện thoại xịn sò tôi bấm số điện thoại vừa chat trên facebook rồi nói nhỏ chị đến đi theo kế hoạch làm em sẽ trả đầy đủ cho chị một triệu được tôi đến ngay tôi tắt máy nhắn tin vào số vừa gọi với nội dung em yêu đến đi hôm nay không có ai ở nhà cả đúng 5 phút sau chị gái xinh đẹp tên phương tôi tìm trong hội gái gọi đã có mặt nhà phong giàu nhưng không lắp camera điều này càng khiến cho kế hoạch của tôi thêm chót lọt tôi cùng chị phương nâng phong dậy đưa lên giường sau đó tôi xuống rửa cốc nước giữa ban nãy rồi đi sang nhà nguyệt chị phương cập nhật tình hình liên tục qua nick facebook ảo Đến hơn một giờ mẹ tôi gọi điện cho tôi rằng mẹ và ba Dượng sắp về tới nơi. Tôi vui vẻ đáp lại con ở nhà bạn tí con về sau. Thế nhưng ngay lúc đó tôi liền bắt xe về kia ngõ cách cổng nhà tôi hơn chục mét rồi đứng đó quan sát. Đến khi xe của ba Dượng vào đến cổng một lúc tôi cũng chạy đến rồi nói. Ba mẹ vừa về ạ. À. Mẹ tôi nhìn tôi hỏi lại. Ăn gì chưa? con ăn cơm bên nhà bạn rồi anh phong về chưa con cũng không biết ba anh đỗ xe xong thì cùng tôi đi vào tôi lén nhắn cho chị phương một tin không quên dặn chị xóa hết tin nhắn với tôi khi cả ba người vừa vào đến chân cầu thang có tiếng chị phương the thé cất lên sao vậy như thế này vẫn chưa đủ sướng sao anh ba dượng tôi nghe xong hơi khựng lại hình như có tiếng phong cất lên nhưng tôi không nghe được bởi tiếng chị phương đã át đi ba dượng nhanh như cắt chạy lên tầng hai tôi cũng chạy vụt theo sau trong căn phòng của anh trai yêu dấu đôi nam nữ đang trần chuồng nằm trên đó ba dượng tức giận từng đoạn gân trên mặt giật giật lao đến tát vào mặt phong rồi rít lên chúng mày chúng mày làm cái trò gì vậy phong hình như lúc này mới tỉnh lắc đầu đáp. Con, 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 mày có là con tao nữa không? Mới lớp 12 mà dẫn gái về nhà làm cái trò này à? Mày, mày, mày muốn làm mất mặt mất mày tao hả Phong? Tôi đứng ngoài cửa, đột nhiên thấy Phong nhíu mày nhìn tôi. Chị Phương thì khóc thút thít, tôi còn ngỡ Phong sẽ cãi, sẽ nói anh ta bị gài nếu như vậy thì cũng đã có tin nhắn trong máy của anh ta gửi cho chị phương tôi cóc sợ thế nhưng không phong để im cho bà đánh chị phương thì mặc quần áo vừa khóc vừa chạy ra ngoài tôi để tiền ngay ở dưới đôi bốt của chị ta chị ta hiểu ý đeo xong thì đi thẳng trên phòng ba dượng vẫn chưa hết tức giận ông đánh phong đỏ cả mặt phải rồi trong mắt ông phong luôn là chàng trai xuất sắc tự dưng dẫn gái về nhà ngủ lại còn là một chị gái ăn mặc hở hang rách trên rách dưới xăm trổ hết bả vai thì người ba nào có thể chịu được thấy anh ta bị đánh tôi đắc ý lắm mẹ tôi thì khác bà lao vào giữ tay ba dượng rồi nói anh đừng đánh con như vậy nó tuổi mới lớn đây có lẽ chỉ là sự nông nổi bồng bột thôi anh từ từ nghe con nói đã. Ba dượng bất lực dựa vào tường hỏi lại. Mày nói đi, tao cho mày cơ hội để giải thích. Tại sao mày lại làm cái trò này ở nhà này? Phong nhìn ba nhếch mép đáp. Chẳng phải ngày xưa ba cũng đem gái về nhà ngủ sao? Chẳng phải vì thế mà dẫn đến cái chết của mẹ con sao? Tôi nghe xong, không tin nổi vào tai mình. Tôi còn nghĩ anh ta sẽ giải thích sẽ van xin nhưng không anh ta không có một chút nào sợ sệt mẹ và ba dượng cũng kinh ngạc nhìn phong anh ta đứng dậy mặc bộ quần áo rồi đi thẳng ra ngoài lúc đi qua chỗ tôi anh ta dừng lại một chút rồi liếc đôi mắt sắc như dao lam sau đó bỏ đi phong bỏ đi tối cũng không về ban đầu tôi cũng có chút áy náy nhưng rồi sau đó thì nhanh chóng có cảm giác hà hê anh ta bỏ nhà nhưng không bỏ học mấy ngày tôi vẫn gặp anh ta ở trường có điều thấy tôi thì chỉ lướt qua như người dưng thế rồi mẹ tôi đến tìm anh ta dù cho ba dượng ngăn nhưng bà vẫn tìm và khuyên phong quay về tôi cũng không hiểu nổi mẹ nhưng tôi biết máu mù vẫn là máu mù dù cho ba dượng có đuổi phong đi thì phong vẫn là con của ông chuyện anh ta quay về chỉ là một sớm một chiều thế rồi một tuần sau đó phong quay về tuy vậy bầu không khí trong nhà không còn được như trước kia anh ta trở nên lầm lì đến bữa ăn ăn xong là đi thẳng lên phòng trước kia anh ta đã ít nói giờ lại càng ít anh ta vẫn nói chuyện với mẹ tôi nhưng không mở lời với ba một câu nào với tôi tất nhiên cũng vậy mãi đến hôm tết anh ta với ba dượng mới trở lại bình thường Nghe nói hai người nhờ mẹ tôi mà nói chuyện với nhau cả một ngày như hai người đàn ông nhưng đâu đó tôi vẫn nhận ra khoảng cách giữa họ. Thế là nghiễm nhiên trong nhà này tôi lại được cưng chiều hơn cả. Buổi tối đêm giao thừa ba dượng rủ cả nhà ra công viên xem bắn pháo hoa. Từ trước tới nay tôi ít khi thích tụ tập đám đông nên mau chóng lấy lý do mệt để trốn tránh rồi lên phòng nằm. Tôi cứ ngỡ phòng sẽ đi, nhưng không ngờ khi tiếng xe ô tô đi khuất cửa phòng tôi bị đập rầm rầm vừa thò mặt ra đã thấy phong khoanh hai tay trước ngực nói với giọng hết sức mỉa mai tưởng phải đi theo để tranh thủ lấy lòng ba tôi chứ việc gì tôi phải lấy lòng ai chứ chẳng lẽ cô gái bẫy tôi cho vui thôi sao gài bẫy anh nói gì tôi không hiểu cô không hiểu hay là cố tình không hiểu Cô nghĩ có khuôn mặt ngây thơ lúc nào cũng mỉm cười. Sẽ che đi được bản chất mưu mô xảo quyệt của cô à. Trên đời này ai cũng tin cô trừ tôi. Tôi chẳng lạ gì việc Phong biết chuyện. Ánh mắt anh ta hôm đó cũng đủ để tôi hiểu. Nhưng tất nhiên tôi chẳng việc gì phải thừa nhận. Phong thấy vậy thì đẩy tôi mạnh vào tường gần từng chữ. Đến giờ tôi vẫn không ngờ lại bị gài bẫy bởi một con nhãi danh như cô. Tôi nghe xong, đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Phong rồi ho sù sụ mấy tiếng sau đó cất giọng yếu ớt. Anh Phong, buông em ra, em đau. Đúng là nhờ sự đáng thương của tôi Phong cũng buông ra. Anh ta lắc đầu vẻ mặt lộ rõ sự bất lực nói. Thực sự, tôi không dám tin một đứa con gái có vẻ ngoài như cô lại có một tâm hồn vấy bẩn đến như vậy. Tỏ ra yếu đuối, ngoan hiền nhịn nhục làm gì? sống như vậy cô không thấy mệt à? Cô ghen tị với tôi, tức giận với tôi vì tôi giỏi hơn cô, được nuông chiều hơn cô. Xuất phát điểm hay mọi thứ cô đều không bằng được đúng không? Chỉ có điều tôi không dám nghĩ cô lại có thể trả thù một cách bẩn tưởi, mất dậy như vậy. Quý, cô thật đáng sợ. Nói xong không đợi tôi đáp phong bỏ về phòng rồi đóng cửa dâm một cái. Tôi đáng sợ. Không, là do anh ta đáng bị như vậy. Tôi nhìn Phong, tự dưng lại càng thấy hà hê. Thế mà đêm ấy tôi lại ngủ chẳng ngon. Bên ngoài trời nổ pháo giòn tan. Giao thừa rồi. Năm nay tôi cũng 16 tuổi rồi. Người ta thường hay bảo tuổi 16 là tuổi trăng tròn. Tuổi ngây thơ hồn nhiên. Ngây thơ. Hồn nhiên. Tôi khẽ bật cười. Quả Tết tôi với phong vẫn vậy không ai nói chuyện với nhau phong đi học suốt lại chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia nên rất bận nhưng rồi không hề như tôi mong muốn anh ta được giải nhì và tất nhiên với ưu thế như vậy việc chọn bất cứ trường đại học nào cũng sẽ đều dễ dàng hơn và tất nhiên cả đám con gái trong trường lại được một phen ngưỡng mộ cuối kỳ học năm ấy phong đỗ đại học ngoại thương Nguyệt thì có một đề tài nghiên cứu được giải ba, còn tôi vẫn thế. Dù tôi đã rất cố gắng, rất nỗ lực nhưng cũng chỉ là học sinh giỏi thứ sáu của lớp. Đề tài nghiên cứu thậm chí còn không vượt qua nổi vòng loại. Suốt thời gian đó tôi tự cảm thấy bản thân rất kém cỏi. Dù cho tôi thức đêm thức khuya miệt mài cũng vẫn không thể nào bằng được Nguyệt. Khi đó tôi đang nghĩ liệu rằng những giải thưởng kia của Nguyệt có phải dùng tiền để mua không? Nhưng những ý nghĩ đó mau chóng biến mất. Tôi không muốn làm kẻ xấu tính nghĩ oan cho bạn mình. Phong đỗ đại học thế nhưng lần này nhà tôi không tổ chức một bữa tiệc nào. Lý do, hình ảnh trần chuồng của Phong và chị Phương không biết lý do gì mà bị phát tán trên mạng. Ba dượng tôi vì vụ đó đau đầu phát ốm. Tất nhiên tôi biết lý do, đám con gái trong trường tôi phần đông đa số đều bị thất vọng. Thế nhưng sau đó có một nick Facebook ảo đứng lên bảo vệ phong. Cô ta nói rằng tuổi trẻ ai chẳng có đôi ba phần bồng bột. Và lại, Phong 18 tuổi rồi. Anh ta đã trưởng thành. Hơn nữa mấy tấm ảnh kia không nói lên được bất cứ điều gì. Bởi trong đó là hình ảnh Phong đang ngủ biết đâu Phong bị gài thì sao. Tôi cũng không biết nick ảo đó là ai nhưng nhờ bài viết đó mà Phong lại dần lấy lại được hình ảnh. Tuy không còn như ban đầu cũng cũng được 8-90%. Dưới sự dàn xếp của ba dượng, đống ảnh kia đã được thu hồi lại hết. Còn chị Phương thì đi đâu không ai hay biết. Tôi ban đầu có chút run sợ. Tôi sợ bị phát hiện mình đứng sau mọi việc. Thế nhưng may thay đến tận cái ngày Phong đi học vẫn không ai biết. Đại học ngoại thương cách nhà ba dượng tôi không quá xa chỉ khoảng 13-14 cây số nhưng Phong xin ba cho ra ngoài ở hẳn. Ba dượng không từ chối. Phong cũng không đòi hỏi ông thuê nhà hay thuê chung cư cho như những cậu ấm nhà giàu. Ngày anh ta đi chỉ cầm một số tiền ít ỏi và đống quần áo. Ba dượng tôi không tiễn. Hình như ông vẫn còn giận anh ta. Chỉ có mẹ tôi rúi cho anh ta ít tiền rồi gọi taxi đến đón. Nhiều khi tôi cũng không biết tại sao mẹ tôi cứ phải lấy lòng Phong làm gì thay vì lấy lòng anh ta, để thời gian đó mà lấy lòng dượng chẳng phải hơn sao. Phong đi học, tôi lên lớp 11, nhà cũng chỉ còn ba người. Tôi nghiễm nhiên trở thành đứa con yêu quý của ba mẹ. Chỉ có điều tôi vẫn cảm thấy có gì đó trống trải không lấp đầy được. Từ ngày Phong đi học thì ở trường Nguyệt lại càng thêm nổi bật. Giờ đây chẳng những đám con trai mà cả đám con gái cũng thích nó. Nhà Nguyệt có quán chè rất nổi tiếng. Mỗi lần cuối tuần nghỉ học đến thứ hai nó đều mang đủ 40 cốc chè lên cho mọi người thưởng thức. Nhà giàu quả thực là một lợi thế. 40 cốc hẻ miễn phí rất nhanh chóng lấy lòng được tất cả mọi người. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu vì sao Nguyệt phải làm vậy. Có đôi lần tôi thử dò hỏi nó chỉ vô tư đáp. Ờ tao có lấy lòng gì đâu sao mày nghĩ vậy? Quán chè mẹ tao kinh doanh lớn còn bỏ xỉ nên mẹ bảo tao mang lên cho mọi người cùng ăn thôi. Coi như hình thức quảng cáo nữa. Tôi là bạn thân nó. Tất nhiên không muốn bóc mẽ. Nhà nó giàu như vậy. Cần gì phải quảng cáo mấy cốc chè rẻ rách chứ. Cuối kỳ học năm lớp 11 trường tôi tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch. Ban đầu lớp tôi chọn tôi và Nguyệt đi thi. Đây là cuộc thi cá nhân, nhưng nếu cá nhân thắng thì vẫn mang vinh quang về cho lớp một buổi chiều khi tôi đi vệ sinh sau khi tập dượt cho cuộc thi vừa vào đến cửa bất chợt nghe được tiếng mấy đứa con gái cất lên nguyệt tớ đảm bảo chắc chắn giải nhất thuộc về cậu phải đấy ở trường này còn ai hơn được cậu nữa chứ còn gì giờ chỉ xem giải nhì giải ba và khuyến khích thuộc về ai thôi nhưng mà cũng chẳng quan trọng lắm, quan trọng cậu giải nhất là được. Tôi nghe xong, không hiểu sao toàn thân lại nóng bừng. Tất cả mọi người đều cho rằng Nguyệt sẽ đạt giải nhất. Mọi hy vọng mọi người đều dành cho nó. Bỗng dưng tôi lại thấy mình giống như chỉ là kẻ lót đường cho Nguyệt. Công sức luyện tập, cố gắng nỗ lực của tôi cũng không được ai công nhận. Nguyệt đứng dựa lưng vào tường đáp, "Còn chị Trinh, chị Ngọc" chị Hà. Rồi ở khối 11, khối 10 cũng có rất nhiều nhân tố nổi bật để đoạt giải nhất chứ. Lớp mình thì có quý, cậu ấy vừa xinh vừa múa đẹp, các cậu đừng để cao tớ quá. Nguyệt vừa dứt lời liền có tiếng phản bác. Nói thật, quý làm sao so được với cậu. Tôi không muốn nghe tiếp liền đầy cửa bước vào. Đám con gái bỗng dưng im bặt. Tôi mỉm cười nói muộn rồi mai tập tiếp nhé. Có lẽ chúng nó vẫn nghĩ tôi không nghe được liền vui vẻ sách đồ đứng dậy. Tôi ra ngoài, Nguyệt cũng đi theo sau. Nó im lặng một lúc rất lâu rồi mới cất tiếng. Quý, bà nãy. Tao nghe thấy hết rồi. Nguyệt hơi khựng lại rồi thở dài nói. Mày đừng để ý những lời người ta nói. Tôi nhìn Nguyệt vui vẻ đáp. Yên tâm đi, Tao không nghĩ gì đâu. Với lại người ta nói đúng mà. Mày là hot girl ở trường, tao cũng làm sao so được. Không, mày đừng nói vậy. Mày xem mày vừa xinh vừa giỏi, thực sự đấy. Nguyệt luôn như vậy trong mắt tôi. Trong mắt bạn bè nó đúng là một cô gái tốt thấu đáo. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu trước lời quan tâm ấy hơn một năm nay chơi với nó tôi luôn biết vị trí của mình ở đâu không có nguyệt tôi được người ta để ý nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của nó tôi lại bị che khuất cảm giác này đối với tôi thực sự không dễ chấp nhận chút nào nhưng rồi tôi gạt đi dẫu sao thì tôi với nguyệt cũng là bạn thân chắc chắn rồi tôi không nên đố kỵ với nó suốt thời gian đó tôi nỗ lực rất nhiều cho cuộc thi ngoài việc cố gắng học cho thật giỏi tôi còn phải cố gắng tập luyện phần thi tài năng cho mình ngày đi thi đột nhiên nguyệt mất tích lại mất tích trước giờ thi chỉ vài phút cả trường nháo nhác tìm nó gọi điện thì thuê bao một lúc sau đột nhiên có người tự nhận là chị gái nguyệt đến thông báo nhà nó có việc đột xuất không thể thi được nghe xong ai ai cũng tiếc nhất là cô giáo chủ nhiệm và đám con trai lớp tôi thế nhưng do đã đến giờ thi nên mọi người cũng không còn cách nào khác cuộc thi vẫn tiếp diễn như thường nguyệt không thi dưới sự cố gắng nỗ lực của tôi sau ba phần thi tôi nghiễm nhiên được giải nhất lúc tôi lên sân khấu nhận giải bên dưới có tiếng bàn tán của đám con trai trong trường sinh nhỉ giờ tao mới biết ngoài nguyệt anh còn có đứa con gái trường mình đẹp như vậy công nhận hình như bé này hay đi với Nguyệt Anh. Trước nay không để ý, giờ mới thấy cũng xuất sắc không kém nhỉ. Tên là Kim Quý Hà bọn mày. Xinh quá đi. Rất rất nhiều những lời lẽ khen tôi. Tuy vậy bên cạnh đó vẫn còn một số người cảm thấy tiếc nuối cho Nguyệt. Thế nhưng tôi không còn quan tâm nữa, bởi ánh đèn hào quang đang chiếu sáng lên tôi. Bởi dẫu sao đi nữa ngày hôm nay tôi vẫn được giải nhất không phải đứng sau cái bóng của bất cứ ai. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực cố gắng của tôi. Tôi được giải nhất không phải do Nguyệt không thi. Tôi được giải nhất là bởi vì tôi thực sự xuất sắc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chú ý đến vậy, không phải dưới danh nghĩa em gái của Phong hay bạn thân của Nguyệt. Mà đường đường chính chính là tôi, là hoa khôi thanh lịch của trường đêm muộn hôm ấy sau khi nhận giải và đi ăn uống một chút với các thầy cô tôi liền bắt xe về nhà lúc ngồi trên xe có rất nhiều số điện thoại lạ nhắn tin làm quen tôi hơi nhếch mép không trả lời bất cứ tin nhắn nào cuối cùng thì tôi cũng có ngày hôm nay kia ngày mà mọi sự chú ý đều dồn vào tôi khi vừa đến cổng còn chưa kịp vào nhà đột nhiên tôi thấy nguyệt từ đầu sồng sộc chạy tới rồi nói quý Chúc mừng mày nhé. Nói rồi nó đưa bó hoa được bó vội ra trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao thấy bảo nhà mày có việc đột xuất. Tao tưởng mày về nhà luôn chứ. Mày không thi cả trường ai cũng tiếc. Nhất là tao. Nó dầu môi đáp. Chả hiểu luôn mày ạ. À. Tự dưng bà nãy đang đứng ở dưới định lên thi thì có một bà từ đâu đến bảo với tao là mẹ tao bị tai nạn đang nằm trong viện bà ấy còn bảo mọi người liên lạc với tao không được thế là bà ấy phải chạy đến trường tìm tao mà đúng là điện thoại của tao khi ấy hết pin thật thế là tao chẳng nghĩ được gì theo bà ấy ra xe đi xe ô tô luôn nhá bà ấy chở tao đi xuống tận tỉnh tao bảo mẹ tao nằm viện tỉnh mà từ đây xuống đây mất hai tiếng mấy đến lúc vào viện tìm người thì bác sĩ bảo không có lúc đấy tao đã nghi rồi xong tao xuống cổng mượn điện thoại của chú bảo vệ gọi thử cho mẹ tao. Mẹ tao có sao đâu, vẫn ở quê bình thường thì chả thấy bà đấy đâu nữa. Tao chạy ra bắt xe về trường thì đã thi xong rồi. Trời, sao mày dễ tin người thế? Nhớ người ta bắt cóc mày thì sao? Nhưng bà ta đọc đúng tên mẹ tao luôn. Bà ấy bảo bà ấy là họ hàng với nhà bà Vũ. Biết tên cả bà Vũ luôn chắc có ai chơi đều tao rồi. Chắc muốn tao không thi cuộc thi này nên như vậy. Tôi nghe nó nói thì hơi trột dạ, nhưng rồi nó xua xua tay nói tiếp. Mà thôi, cũng chẳng sao cả. Tao cũng không ham hố lắm cuộc thi này lắm. Thế mày có biết trong trường ai ghét mày không? Người ta ghét người ta mới bày trò để mày không đi thi thì sao? Tao cũng chẳng rõ nữa, thấy bảo mấy chị khối mười hai không thích tao lắm thì phải tôi nghiến chặt răng tức giận đáp quá đáng thật hay chuyện này tao với mày báo thầy cô đi thôi mày xong lại to chuyện ra với lại thấy mày được giải nhất tao cũng vui rồi tao không thi cũng không sao nhưng lẽ ra giải thưởng này phải là của mày nguyệt lắc đầu vỗ vỗ vào vai tôi quý mày phải tự tin lên. Mày phải biết là mày rất giỏi, lại xinh gái. Tao có thi chắc gì đã được giải. Tao chả có tài năng gì sất. Nói thực cuộc thi này, ngay từ đầu tao đã không muốn thi rồi. Chẳng qua cô cứ ép mãi thôi. Tao thấy mày xứng đáng nhất thật đấy. Hôm nay tao bị lửa nên chẳng chuẩn bị được món quà gì tử tế. Chỉ mua vội được bó hoa này. Thôi tao về đây không bảo vú lại mong. Mày cũng về nghỉ ngơi đi. Thế để tao gọi taxi cho, đợi mày lên xe rồi tao mới vào." Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm kích. Đợi nó đi khuất tôi liền ném luôn bó hoa vào sọt rác rồi mở cổng. Thế nhưng còn chưa kịp đi vào trong một bóng đen đã lao đến kéo tay tôi lôi sành sạch đi. Định thần mãi tôi mới nhận ra đó là Phong. Anh ta kéo tôi ra bức tường rồi mới dừng lại tôi khẽ đẩy anh ta ra anh ta lại càng giữ chặt tay rồi nói hoa khôi thanh lịch cơ à giỏi đấy anh phong buông tay em ra được không muộn rồi muộn rồi thì sao mà đúng rồi cô đang tạo cho mọi người thấy cô là con ngoan trò giỏi tất nhiên không dám về muộn cũng phải thôi tôi nhìn phong không đáp đột nhiên mới nhớ ra hình như ngày mai anh ta đi nước ngoài phong nhận được học bổng du học của trường mấy ngày trước mẹ tôi vừa nói mà tôi quên bé mất bảo sao hôm nay mọi người trong nhà dục dịch chuẩn bị đồ cũng chẳng ai hỏi tôi về cuộc thi ở trường tôi cũng phải công nhận phong giỏi suốt một năm nay anh ta rất ít khi về nhà sau mấy vụ xì căng đồ phong càng lầm lì ít nói thế mà anh ta vẫn vươn lên sống như cây xương rồng gai góc thấy tôi im lặng phong lại nói Sao? Trước mặt tôi mà cũng phải trưng ra cái bộ mặt giả tạo đấy à? Biết vì sao hôm nay tôi đến tìm cô không? Em không biết. Cô nợ tôi một lời xin lỗi. Chưa đợt Phong nói hết câu tôi đã cúi gằm mặt đáp lại. Anh Phong, em xin lỗi anh. Xin lỗi thì xin lỗi. Có ai chết vì không có sĩ diện đâu. Phong gật đầu nhưng ánh mắt thì tối sầm cả lại hình như anh ta thở dài, khóe môi cong lên gần từng chữ. Công nhận trên đời này tôi chưa gặp một cô gái nào giả tạo được như cô. Chẳng những giả tạo mà còn rất nham hiểm. Cô đừng tưởng tôi không biết cô lừa Nguyệt Anh để giành được giải nhất cuộc thi này. Mấy chuyện cô làm giấu được ai chứ không bao giờ giấu được tôi. Một cô gái mới 16-17 tuổi mà đã như vậy không biết sau này cô sẽ thế nào nữa. Tôi nhìn Phong sống mũi bất chợt cay xè, khóe mắt thì ẩn ậc nước đáp lại. Được, anh muốn khoe với Nguyệt thì cứ khoe, muốn khoe cho cả thế giới biết thì cũng cứ việc. Phải, tôi là con người như vậy đấy thì sao? Từ lúc về đây anh coi thường tôi, anh bày bao nhiêu trò để chơi xỏ tôi. Còn Nguyệt, nó có gì hơn tôi mà tại sao ai cũng thiên vị, cũng đối xử tốt với nó hơn tôi. Tôi có cố gắng, có nỗ lực đến đâu cũng không ai công nhận tôi nói xong phát hiện mặt mình đã đầy nước nói được những uất ức trong lòng thế mà tôi chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào phong buông tay tôi câu cuối cùng anh ta nói với tôi trước khi đi nước ngoài là quý tôi không nói những chuyện này với ai cô tự mình sám hối tự ăn năn và sống lại cho thật tử tế tôi muốn khi tôi quay về sẽ nhìn thấy cô là một con người khác phong đi tôi liền lau nhanh nước mắt rồi vào nhà sau đó tắm qua mọi người đã ngủ chẳng ai để ý rằng tôi vừa đạt giải nhất một cuộc thi cảm giác cô đơn lại bám lấy tôi nghĩ đến lời phong nói tự dưng tôi thấy buồn cười tại sao tôi phải sám hối phải ăn năn là do anh có lỗi với tôi trước là do nguyệt giả tạo và chính nó cũng chẳng cần cuộc thi này cơ mà tôi chẳng việc gì phải áy náy ngày phong đi du học tôi không ra tiễn với lý do bận học mọi người cũng không hỏi mọi người đang vui mừng với thành tích mà phong đạt được nên làm gì còn thời gian để ý tới tôi tôi cũng chẳng bận tâm nhiều từ lúc tôi đoạt giải hoa khôi của trường đã rất nhiều học sinh nam để ý tới tôi Nguyệt giờ đây không còn là điểm nổi bật duy nhất. Bên cạnh nó còn có tôi. Mà ở nhà thì Phong cũng chẳng còn có mặt mà chiếm mất ưu thế vậy nên tôi cực kỳ hài lòng với mọi chuyện. Thế rồi kết thúc năm học lớp 11. Tất nhiên về lực học Nguyệt vẫn đứng đầu tiên của lớp. Tôi kém nó hai bậc, vươn lên hạng ba. Năm học lớp 12, Nguyệt cũng như Phong. Nó cũng được giải ba thi quốc gia môn toán và sau đó đỗ đại học ngoại thương. còn tôi năm ấy tất cả mọi thứ đều rất tồi tệ. tôi không đoạt bất cứ giải học sinh giỏi nào. thi đại học cũng chỉ đủ điểm đỗ học viện tài chính. học viện tài chính thực ra không hề là một trường tệ. thế nhưng so với đại học ngoại thương thì có phần chênh lệch. ngày đỗ nghe được tin báo mặt tôi méo sệt. mẹ tôi thì vui lắm, cả ba dượng cũng vui. Riêng bản thân tôi thì thất vọng tràn trề. Khoảng thời gian ấy đối với tôi thực sự kinh khủng. Tôi lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ nghe những lời chúc mừng nhưng bản thân tôi biết rất rõ đây không phải điều tôi mong. Chính xác hơn tôi muốn đố ngoại thương, không đơn giản chỉ vì ở đó có nguyệt bản thân tôi mà bởi tôi muốn chứng minh cho phong thấy tôi cũng không thua kém gì anh ta. Vậy mà lúc này ngay cả được bước chân đến đó tôi còn chẳng làm được huống hồ được học bổng. Dù cho phòng đã cách xa tôi cả nửa vòng trái đất vậy mà nỗi đố kỵ lại lần nữa trào dâng trong lòng. Những ngày đó tôi ít ra ngoài, chẳng gặp bất cứ bạn bè nào kể cả Nguyệt. Đến trước ngày nhập học một tuần tôi xin ba mẹ cho đến ở ký túc xá. Ba dượng không ý kiến gì nhưng mẹ tôi thì không đồng ý. Thế nhưng tôi vẫn kiên quyết đi bởi thực sự chính tôi cũng cảm thấy ngột ngạt trong căn nhà này. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là con riêng của mẹ. Bà Dượng có tốt cỡ nào vẫn có khoảng cách. Và lại suốt ba năm ở đây, tôi luôn phải cố gắng không làm phật ý ông nhưng vẫn đôi lần tôi nhìn thấy ánh mắt dò xét từ ông. Mẹ tôi dưới sự quyết tâm của tôi cũng đành chiều theo. Buổi tối trước khi tôi chuyển ra ký túc xá Nguyệt gọi tôi qua nhà chơi. Tôi không muốn gặp Nguyệt. Bởi gặp nó nghĩ lại việc thi đại học, tôi lại không cam tâm. Thế nhưng bạn bè vẫn là bạn bè, không thể chỉ vì chuyện đó mà tôi với nó không chơi với nhau được. Tôi qua nhà nó, hôm nay bà Vũ đã về, nó nấu một mâm cơm thịnh soạn. Ban đầu tôi còn nghĩ chỉ là bữa cơm chia tay thời học sinh nhưng không phải. Nó vừa bày biện vừa nói: "Tao không đi học đại học ngoại thương quý ạ." tôi nghe nguyệt nói mà không tin nổi một ngôi trường xuất sắc như vậy hà cớ gì nó không đi học thế nhưng trong lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui mừng nguyệt mở lon nước ngọt đưa cho tôi nói tiếp ba mẹ tao muốn tao đi du học mà tao nghĩ giờ tao cũng trưởng thành rồi ra khỏi thế giới của mình đi đây đó cũng được câu nói của nguyệt khiến sự hả hê trong lòng tôi vội tắt ngấm du học Nguyệt đưa hai tay bẹo má tôi cười cười. Thôi mà, tao biết mày nhớ tao. Nhưng mà tao học xong tao sẽ về thôi. Nhất định đấy. Với lại ba tao bảo Tết cả nghỉ hè ba sẽ đón tao về. Lúc đó tao với mày lại được gặp rồi. Phong du học vì giành được học bổng. Nguyệt du học vì nhà nó giàu. Còn tôi, đến bao giờ mới có thể được bước ra ngoài thế giới như hai người họ? từ nhỏ tôi cũng đã từng có ước mơ được ngồi trên chuyến bay nhiều giờ được gặp những cô gái chàng trai da trắng tóc vàng được chạy dài trên những con đường ở paris ở canada hay ở úc biết sao bây giờ trách ai được đây trách tôi sinh ra đã không được ngậm thìa vàng như phong và nguyệt xuất phát điểm của tôi vốn dĩ đã cách xa hai người họ cả ngàn cây số tôi mỉm cười gượng gạo đáp nguyệt tin này thực sự bất ngờ quá mày đi rồi tao biết chơi với ai tao chỉ có duy nhất mày là bạn thân thôi mà mày cũng bỏ tao đi mất hu hu thì mày thấy đấy tao cũng có mỗi mày là bạn thân thực sự tao rất nhớ mày nhớ ba mẹ nữa nhưng mà tao sợ nếu giờ không đi sau này sẽ hối hận thôi yên tâm đi tết năm nay tao lại về mà buổi tối hôm ấy tôi ngồi ăn cơm với nguyệt miệng nói miệng cười mà tâm trạng nặng trĩu như có tảng đá đẻ trong lòng lúc về nguyệt đưa cho tôi một hộp quà tự dưng lúc này tôi mới thấy mình chẳng thấu đáo như nó nó đi nước ngoài tôi chẳng tặng quà ngược lại là nó tặng tôi đêm hôm ấy trở về nhà mới biết đó trong hộp đó là quà cầu pha lê tuyết Ngày Nguyệt đi nước ngoài tôi không tiễn. Phần vì tôi bận rộn, mà phần nhiều hơn là vì tôi không muốn đi. Tôi sợ những cuộc chia ly. Tôi càng không muốn bản thân thấy nó bước lên chiếc máy bay mà từ nhỏ tới giờ tôi vẫn chưa được đặt chân lên. Bước vào thời sinh viên cũng chẳng khác gì hồi học cấp 3 là mấy. Chỉ có điều bạn học tôi không thân thiết với ai. Có trời cũng chỉ là xã giao lợi ích quả lại ở cùng một thành phố nhưng tôi ít khi về nhà tôi thực sự không muốn phá vỡ không gian riêng tư của ba dượng và mẹ tôi ở nhà ba dượng tôi đã cho những người giúp việc nghỉ hết nghe nói tình tình tài chính của công ty không được như trước kia doanh thu cũng kém hơn rất nhiều mẹ tôi ở nhà lõ toàn bộ việc nội trợ ba dượng dạo gần đây gầy đi rất nhiều vì chạy đôn chạy đáo tôi biết điều nên chủ động nói với mẹ cắt toàn bộ viện trợ và tự đi làm thêm kiếm tiền. Suốt 4 năm học đại học, không có phong, không có nguyệt tôi tự dưng lại trở nên nổi bật. Ở trường chẳng cần ganh đua với ai tôi cũng được mọi người để ý. Tết năm học đầu tiên Nguyệt về nước, hôm mồng hai Tết lớp cấp 3 có tổ chức đi họp lớp Nguyệt Định đến đón tôi nhưng tôi từ chối mà tự bắt một chiếc taxi đến nhà hàng. Hôm nay tôi trang điểm rất đẹp, cũng mặc bộ váy ôm sát thân hình nóng bỏng. Hơn nửa năm nay, ngoài nỗ lực học tập, tôi còn phải cố gắng nỗ lực tập luyện cho thân hình ngày càng săn chắc. Ngoài ra tiền kiếm được bao nhiêu cũng chi một chút cho việc chăm sóc da. Khi tôi đến, Nguyệt vẫn chưa tới. Mấy đứa bạn cấp 3 thì trầm trồ nói. Quầy, phải công nhận càng ngày quý càng xinh. Nghe nói ở trường cậu nổi tiếng lắm hả? Trước nay ở lớp, đám bạn này cũng chẳng thân thiết với tôi mà chỉ chạy theo su nịnh nguyệt giờ tự dưng nói mấy lời này tôi thực sự cảm thấy có chút giả tạo. Thế nhưng cũng vui, ít nhất chúng nó cũng thấy được tôi phải cái bóng của nguyệt. Bên ngoài chợt có tiếng xe ô tô, có tiếng mấy đứa con gái cất lên. "Nguyệt Hà, Nguyệt đến rồi bọn mày ơi." "Ôi cha, sao nó khác thế nhỉ? Sao xinh thế, xinh hơn cả ngày xưa nữa." Tôi nhìn ra ngoài, Nguyệt đang bước vào, mái tóc nó được làm xoăn lượn sóng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Nguyệt mặc chiếc váy trắng dài qua đầu gối trông nó tựa tựa như cô diễn viên ninh dương lan ngọc mà thậm chí còn nổi bật hơn vì có hai lúng đồng tiền trên má tôi nuốt nước bọt đám người giả tạo vừa ngồi cạnh tôi giờ đã chạy về phía nguyệt cũng phải công nhận nguyệt hợp trời tây nó trắng hơn cả trước da mịn càng làm cho vẻ đẹp của nó được tôn lên dù tôi có nỗ lực thế nào vẫn cảm thấy bản thân đôi phần kém nó nguyệt thấy tôi liền chạy vội đến chẳng biết thế nào mà nó ngã vồ xuống đất. Đám con trai, bên ngoài chẳng những cười chê mà còn nâng nó dậy suýt xoa. Nguyệt có sao không? Có đau không? Nó đứng dậy toe toét đáp. Ôi giời, không sao đâu. Ừ, như thế thôi có gì đâu mà đám con trai cũng phát cuồng. Nào là đã sinh ngã cũng sinh. Nào là xinh đẹp. Nhà giàu mà không chành chọe, Nào là đáng yêu dễ thương nguyệt không để ý ôm chặt lấy tôi rồi nói nhớ mày chết đi được bảo để tao qua đón thì không để nhớ quá nhớ quá tôi đưa tay ôm lấy nó đám bạn bên ngoài thì cười cười sướng nhất quý nhé có người bạn như nguyệt phúc mấy đời đấy nha nghe xong tự dưng toàn thân tôi cũng nóng bừng nguyệt thì bĩu môi đáp không phải là tao may mắn vì có người bạn như quý mà không là cả hai chúng tao may mắn khi có nhau quý nhờ ừ cả buổi tối họp lớp hôm ấy tôi không ăn uống được gì nhiều chỉ uống chút rượu mọi người dường như quên mất sự có mặt của tôi họp lớp chứ đâu phải gặp mặt minh tinh nổi tiếng nguyệt anh mà mọi người xúm lại ngồi hỏi han nó cũng may nó không quên con bạn này khi thì quay sang gấp thức ăn, khi thì kể cho tôi nghe những chuyện bên ấy. Nó than với tôi, bên nước ngoài đối với nó còn chẳng bằng Việt Nam. Ăn cơm Việt Nam quen rồi, nhớ nổi cá kho tộ ở nhà, nhớ sầu riêng, nhớ mít, nhớ cả pháo muối, mà chẳng được ăn. Rồi nó kể nỗi nhớ nhung gia đình, nhớ nhung bạn bè mà chẳng gặp được mà chỉ được nhìn qua Facebook. Không hiểu sao, nghe nó kể mà tôi lại thấy buồn cười nếu như không muốn có thể trở về cơ mà đâu ai ép nó đi du học đâu nó có biết rằng có những người cả đời muốn mơ cũng không bao giờ mơ được giấc mơ du học như tôi không sau khi ăn xong mọi người về hết trời bên ngoài rất lạnh tôi có chút hơi men trong người nên đầu cũng choáng váng nguyệt đi vệ sinh xong thì chạy ra bạn bè lâu ngày mới gặp tôi cũng muốn tâm tình nhiều một chút. Bỗng dưng đột nhiên có tiếng Nguyệt kêu lên. Tôi mở mắt mới định thần được nó vừa ngã từ trên bậc thềm xuống đất. Trên trán một dòng máu chảy xuống dọc sống mũi. Tôi không nghĩ ngợi được gì nhảy xuống rối rít nói. Mày sao thế? Nó ôm chán thở hổn hển. Quý! Sao tự dưng tao chạy ra mày lại đưa chân ra làm gì thế? Tao mất đà đau quá. Ơ, ờ, tự dưng mày chạy nhanh làm gì cơ chứ? Tao bà nãy uống nhiều rượu người cứ quáng quáng. Chân tay lảo đảo đâu biết mày chạy nhanh vậy đâu. Vậy là mày vướng vào chân tao hả? Ờ, thôi bắt taxi đưa tao đi băng bó phát. Chả biết não có sao không đập dâm một cái. Quả trán này thế nào cũng thành sẹo mất thôi tôi gật đầu ra với một chiếc taxi đưa nguyệt đi khám sau khi chụp chiếu các thứ đều không sao chỉ có chán bị cắm vào hòn đá nhỏ nên chảy khá nhiều máu nó được băng bó thay thuốc tôi thì rối rít xin lỗi cũng may nó không giận chỉ lâu lâu lại thở dài vì lo rằng khuôn mặt xinh đẹp của nó sẽ có một chấm sẹo trên chán tôi phải an ủi mãi nó mới nguôi ngoai đến lúc đưa nó về nhà xong tôi cũng không vội về mà bắt taxi đến một quán rượu tết năm nay ở nhà tôi chỉ có ba người nhưng ba mẹ đã đi du lịch của còn tôi phong không về với lý do bận tôi ngồi uống cạn chai rượu uống đến mức cổ họng cháy khô chẳng còn biết trời trăng là gì rượu càng ngấm tôi càng cảm thấy cô đơn trống trải suốt mấy năm nay tôi luôn sống trong sự bức bối mà chẳng hề biết vì sao lại như vậy tất cả mọi thứ người ta nhìn thấy thực chất chỉ là hư hư ảo ảo. Nguyệt, tôi có thực sự là bạn thân của nó không? Tôi đã từng nghĩ rằng nó là bạn thân nhất, cũng là người bạn duy nhất. Vậy, vậy những việc tôi làm với nó rốt cuộc là vì sao? Nhưng rồi, tôi mau chóng gạt đi. Chắc chắn không phải tôi đố kỵ với nó. Tôi với Nguyệt vẫn là bạn thân. Những chuyện kia, tôi không cố ý là do nó tự lựa chọn nghĩ như vậy lòng tôi cũng bớt áy náy hơn đôi chút tôi không biết mình uống bao lâu cũng chẳng biết mình về nhà thế nào chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng ba mẹ đi du lịch mùng bốn mới về tôi uể oải dậy cứ thắc mắc mãi sao mình có thể về được đến đây tết năm nay ấm áp sáng dậy đã thấy nắng chiếu vào cửa sổ bất chợt tôi thấy có mùi khói hương sộc vào mũi. Giờ này ai có thể vào nhà mà đốt hương được cơ chứ? Tôi bật dậy nhảy lên tầng ba. Không có ai cả. Hương mới tàn đi một đoạn ngắn. Chạy xuống dưới nhà cũng chẳng thấy ai. Chẳng lẽ nhà có ma? Rõ ràng tivi, điều hòa, phòng ốc không thay đổi. Chắc chắn không phải trộm rồi. Tôi nghĩ vậy chợt ớn lạnh toàn thân chạy lên tầng đắp chăn ngủ thêm giấc nữa cho đỡ sợ. Mùng 4 Tết ba mẹ tôi đi du lịch về. Tôi ở lại đến mùng 5 thì lên trường. Cuộc sống sinh viên lại tiếp tục diễn ra tẻ nhạt, nhàm chán như những ngày trước Tết. Mọi thứ lại bắt đầu trở lại guồng quay của nó. Nguyệt đi nước ngoài. Nó khoe với tôi sẹo trên trán đang mở dần. Nơi nó du học có rất nhiều loại mỹ phẩm nhiều loại thuốc nên bôi một thời gian đã chỉ còn thấy chút trắng mở vết sẹo trên trán không ảnh hưởng đến nhan sắc của nguyệt tôi cười chúc mừng không quên xin lỗi nó vì chính tôi gây ra điều đó tôi với nguyệt gần như ngày nào cũng gọi cho nhau tình bạn chẳng vì khoảng cách xa xôi mà giảm sút những năm tháng sinh viên rồi cũng trôi đi tôi ra trường với tấm bằng hạng yêu thế nhưng thời thế bây giờ không còn như trước chật vật mãi tôi mới xin được vào một công ty tư hạng vừa ba dượng ban đầu có ý muốn tôi về công ty ông nhưng thực sự tôi không muốn về đó thứ nhất công ty nhỏ thứ hai tôi không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai tôi muốn tự lực cánh sinh lúc tôi xin được việc nguyệt cũng về nước rất dễ dàng xin được vào công ty lớn tôi cũng nghe nói ba nó muốn nó về làm cho ông nhưng nó không chịu tuổi trẻ mà ai chẳng muốn tự thử sức mình nguyệt lương cao gấp đôi tôi công việc cũng sang chảnh hơn rất nhiều trong khi tôi sấp mặt với đống hồ sơ thì nó đi công tác mọi miền tổ quốc lắm lúc tôi cũng muốn than thân trách phận trên đời này người may mắn nhất chắc chắn là nguyệt còn kẻ kém may mắn nhất không ai khác chính là tôi lại nói đến phong anh ta vẫn không chịu về du học xong thì ở bên đó làm. Ba dượng mấy lần gọi anh ta về, nhưng anh ta chỉ đáp gọn lọn bao giờ con thấy mình trưởng thành con sẽ về. Tôi lâu lâu nghĩ lại cái lần khiến Phong bị hiểu nhầm. Nhanh thật, mới đó cũng năm sáu năm rồi. Giờ đây ai cũng có những mối bận tâm riêng. Tôi cũng không còn là cô bé 16 tuổi ngày nào nữa rồi. Bên ngoài trời nắng gay gắt. Nguyệt hôm nay hẹn tôi đi ăn, quả thực giờ đi làm rồi tôi mới nhận ra tôi thực sự thua nó trước kia hồi còn đi học cứ nghĩ đơn giản bản thân nỗ lực là đủ chẳng ngờ nỗ lực cũng không bằng được trước kia tuổi trẻ bồng bột ngựa non háu đá nên không dám thừa nhận giờ thì chẳng những tôi mà tất cả mọi người đều biết rõ tôi vĩnh viễn không so được với nguyệt đến cả cái tên nó cũng hay thế cơ mà Nguyễn Hà Nguyệt Anh, tại sao lại thế nhỉ? Tất cả mọi thứ, tất tần tật nó đều đẹp đẽ không chút tì vết. Tôi khẽ thở dài. Buổi tối hôm ấy, tôi với Nguyệt ra nhà hàng BBQ. Từ ngày Nguyệt về nước, hầu như ngày nào tôi cũng dính lấy nó. Lâu lâu lại qua nhà nó ngủ nghe bên ấy. Tôi ra trường đi làm thì thuê một căn phòng nhỏ gần chỗ làm để ở có vài lần mẹ tôi cũng hỏi dò ba dượng định vay ít tiền cho tôi mua chung cư nhưng ông không đồng ý tôi hiểu ba dượng là dân kinh doanh tất nhiên ông không thể đầu tư mà để lỗ được tôi cũng quá quan trọng việc có nhà để ở tích được tiền thì mua không thì kiếm anh chàng ở hà nội mà lấy là được này nghĩ cái gì mà đần người ra thế ăn đi tiếng nguyệt kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ tôi nhìn nó vết sẹo trên trán năm nào vẫn còn mờ mờ nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của nó ngược lại không hiểu tại sao tôi lại thấy nhìn vết sẹo ấy trông nó càng thêm duyên giống như má lúm đồng tiền là khiếm khuyết cơ mặt vậy mà ai cũng thích vết sẹo kia cũng vậy khuyết một chút nhưng vì là khuyết trên mặt nguyệt nên vẫn đẹp như thường tôi cầm cốc rượu gạo mỉm cười nói nguyệt cảm ơn mày ơ con dở hơi sao tự dưng cảm ơn tao làm gì vì tao đãi bữa hôm nay à không vì mày làm bạn của tao suốt thời gian qua hình như chưa bao giờ tao nói với mày ngoại trừ mẹ tao thì mày là người quan trọng nhất với tao thì phải nó đưa tay bẹo má tôi đáp lại con hấp thôi ăn đi má nói rồi nó gắp miếng kim chi bỏ vào miệng cười như bắt được vàng ăn xong tôi về nhà nó ngủ lúc tôi tắm xong không thấy nguyệt đâu ngồi một lúc vẫn chưa thấy nó về định bụng gọi điện thì thấy tiếng cạch cửa nguyệt chạy rầm rầm trên cầu thang tay còn cầm một bó hoa hồng rõ to tôi đoán chắc mầm nó có gã trai nào thầm thương trộm nhớ liền trêu kinh nhờ lại có gã nào trồng cây xi mày hả nó đặt bó hoa hồng ngay ngắn lên bàn gật đầu nói đúng vậy nhưng trước kia có bao giờ mày nhận đồ của người ta đâu hoa huét mày vứt hết đi mà người này khác tao cũng có cảm tình tôi nghe xong chạy lại cù nách nó rồi gào lên hóa ra giấu tao khai mau là thằng nào bao lâu rồi nó bị tôi củ cười khanh khách đáp bí mật lúc nào tình cảm chín muồi tao sẽ giới thiệu còn mày nữa cũng kiếm người yêu rồi mà cưới đi chứ tao nói cho nghe này dưới quê tao tầm tuổi như tao với mày là ế đấy nhưng mà thôi cứ yêu đã một hai năm nữa cưới chưa muộn khiếp tao chưa thích yêu đàn ông là những niềm đau nó bĩu môi lấy quần áo đi tắm tôi ngồi lặng lẽ quan sát bó hoa hồng đêm ấy không hiểu sao tôi lại ngủ không ngon ở đời cũng hai ba hai tư tuổi tôi chả biết tình yêu có vị thế nào nguyệt nhắn tin cả đêm lâu lâu quay sang lại thấy nó tùm tìm cười rốt cuộc là một chàng trai thế nào có thể chiếm được trái tim nó tôi thực sự rất tò mò thế rồi những ngày tháng bận rộn lại bắt đầu người đàn ông bí ẩn của nguyệt anh không còn đủ sức hấp dẫn bằng đống hồ sơ tôi cần hoàn thiện gấp mùa thu năm nay trời vẫn nắng gay gắt như mùa hè mấy dạo này tôi hay đau bụng lại ở chua có lẽ do stress công việc mà tôi bị dạ dày tôi có nhắn tin cho nguyệt kêu ca chẳng hiểu con bé lo lắng thế nào chiều hôm ấy bắt tôi xin nghỉ đưa tôi đi khám cũng may thời gian này tôi không còn bận nhiều với cả tôi cũng luôn có quan điểm không gì quan trọng bằng sức khỏe nên đồng ý luôn nguyệt anh đưa tôi đến bệnh viện bạch mai vừa đi tôi vừa hỏi sao lại sang tận bạch mai sao vãi luôn trời còn nắng nữa chứ tại vì người yêu tao làm ở đấy tôi suýt sặc nước bọt nguyệt nói giọng tỉnh bơ nó gửi xe rồi vỗ vỗ vai tôi định một hôm nào đó giới thiệu cho mày nhưng hôm nay tiện luôn vì anh ấy làm bên khoa ngoại đi anh ấy chờ ở sảnh rồi hóa ra người yêu của nguyệt làm bác sĩ ở cái xã hội này thì bác sĩ đúng là một nghề cao quý tôi theo nó vào trong ngay giữa sảnh bệnh viện một người đàn ông đang đứng chờ anh ta dựa lưng vào tường tay cầm cuốn sách chăm chú đọc nguyệt hất hàm nói hải người yêu tao đấy. Tim tôi không hiểu sao đập liên hồi. Hải thực sự rất đẹp trai, khuôn mặt đẹp theo kiểu trí thức. Anh ta cao chừng 1m80, Nguyệt đã đẹp. Vậy mà sao nhìn Hải tôi thấy Nguyệt có phần không xứng? Chiếc đồng hồ hàng hiệu Hải đeo trên tay cũng cho thấy anh ta là người có điều kiện. Tôi nhìn sang Nguyệt, ánh mắt nó sáng rực. Nó mặc chiếc váy dài thướt tha, còn tôi thì lôi thôi lếch thích với bộ quần áo đồng phục chưa kịp thay. Không hiểu sao tôi thấy Nguyệt hình như cố ý không báo trước. Có lẽ nó không muốn tôi xuất hiện với diện mạo đẹp đẽ khi gặp người yêu nó chăng. Tôi khẽ thở dài. Nguyệt kéo tay tôi, tiến thẳng về phía Hải rồi nói: "Anh ơi, đọc sách gì mà chăm chú thế?" Hải nghe giọng Nguyệt mới buông quyển sách. Nguyệt chỉ tay về phía tôi giới thiệu bạn thân của em mà em hay nhắc tới đấy bạn em tên quý còn đây là anh hải người yêu tao quý ạ à. tôi đưa tay về hướng hải anh ta nắm nhẹ tay tôi rồi nói chào em nói xong anh ta cũng buông vội tay ánh mắt hướng về nguyệt hải còn không nhìn tôi quá ba giây tôi nuốt nước bọt cảm giác như bị kim châm vào tim thế nhưng tôi vẫn mỉm cười lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người khi con người ta yêu nhau thật lắm chuyện để nói tôi từ lúc đến đây dù cho là bệnh nhân đi khám bệnh mà như thể là nhân vật phụ trong cuộc tình của hải và nguyệt mãi một lúc sau nguyệt mới nói đưa sách em cầm cho anh dẫn nguyệt đi khám giúp em em đứng đây chờ đông thế này em đi cũng vướng víu thêm ra hải gật đầu lúc này mới quay sang tôi hỏi đi theo anh ra làm thủ tục sau đó anh dẫn em vào. Giọng Hải rất ấm, không giống Phong. Giọng Phong khàn đục nghe như thằng già. Tôi gật đầu. Từ đầu tới cuối sau khi khám xong tôi vẫn giữ khoảng cách với Hải. Anh ta hình như cũng để ý thấy điều đó. Đến khi ra lấy kết quả anh ta liền nói. Công nhận em ít nói thật đấy. Em với Nguyệt hai tính cách trái nhau hẳn nhỉ. Anh cũng giống Nguyệt nói nhiều quen rồi sao em với nguyệt chơi thân với nhau tải thế tôi nhìn hải đáp lại những gì trái dấu thì thường hút nhau mà anh hải nghe xong không hiểu tự dưng sao lại không nói gì nữa cùng tôi ra ngoài nguyệt đang cầm quyển sách ban nãy hải đọc chăm chú lật từng trang khi thấy tôi với hải ra nó mới buông sách nói xong rồi hả có sao không mày không sao cả viêm dạ dày chút thôi Thế có được kê thuốc gì uống không? Có, mua hết đây rồi này. Nó thấy vậy thì đứng lên trả sách cho Hải rồi nói: "Vậy bọn em về trước nhé. Tối nay xong việc qua đón em với quý đi ăn nha." Anh biết rồi. Hôm nay anh không trực nên sẽ về sớm thôi. Nguyệt gật đầu, còn bấu bấu Hải mấy cái rồi mới về. Tôi cũng cúi đầu lặng lẽ chào anh sau đó theo Nguyệt ra xe về đến nhà nó tôi mới hỏi mày với anh hải yêu nhau được lâu chưa quen nhau thì cũng lâu rồi nhưng yêu mới gần đây thế mà giấu tao tại mày bận mấy đợt định kể mà đâu kể được thế nên hôm nay lấy cớ đến viện để giới thiệu luôn hả mà công nhận mày với anh hải đẹp đôi cực luôn đấy tự dưng nhìn hai người tao cứ tưởng tượng xem con nuôi tao đẹp cỡ nào Nguyệt nghe tôi nói cười như nát nẻ đáp. Giờ hơi, tao với anh Hải còn chưa cưới nhau mà. Thì cưới rồi mà sinh con đi, tao cũng phải kiếm một tấm chồng mới được. Chứ còn gì, kiếm sớm đi tao với mày cưới chung một ngày. Nói rồi chẳng đợi tôi trả lời nó đã mở tủ lấy quần áo đi tắm. Tôi cũng vào chọn một bộ váy hàng hiệu rồi xuống tầng một tắm cho nhanh tắm táo trang điểm xong xuôi thì hải cũng đến nguyệt thì tranh thủ làm nốt báo cáo nên tôi phải chạy xuống mở cửa hải thay chiếc áo blue trắng mặc chiếc áo sơ mi cùng quần âu đứng ngay cạnh chiếc xe mercedes tôi cũng không biết nhà hải giàu cỡ nào nhưng khối tài sản anh ta đang có quá thực không phải dạng vừa tôi mỉm cười nói anh vào nhà nha nguyệt đang làm báo cáo chưa xong anh chờ ngoài này cũng được vâng vậy để em lên gọi nguyệt xuống luôn hải gật đầu thay cho lời đáp nguyệt vẫn chưa xong báo cáo tôi chờ đợi cảm thấy sốt ruột thay cho hải dưới nhà chợt có bước chân của hải tôi liền nói nguyệt hay để tạm đó đi rồi tí về làm sao anh hải chờ mày ở kia nãy giờ rồi sắp xong rồi sắp xong rồi chút nữa thôi chút của mày nửa tiếng rồi. Trời bên ngoài cũng lạnh nữa, mà anh ý lại trả chịu vào xe cứ đứng chờ mày cơ. Mày hẹn người ta đến sớm thì chủ động chút chứ. Nguyệt nghe tôi nói vậy thì tắt máy bẹo má tôi đáp lại. Thế đã được chưa cô tướng? Tôi bật cười không thèm đáp. Đến lúc tôi với Nguyệt xuống dưới nhà, Hải vẫn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa cuộc hội thoại ban nãy có lẽ anh ta đã nghe được hết tôi với nguyệt đi ra ngoài nguyệt ngồi trên ghế trước tôi ngồi ghế sau hải và nguyệt nói chuyện rất tình cảm còn tôi như bóng đèn dư thừa phía sau tôi khẽ nhìn ra bên ngoài rốt cuộc vì gì mà nguyệt may mắn đến như vậy gia đình giàu có nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang và giờ đây đến cả người yêu cũng xuất sắc vô cùng trong lòng lại nặng như trì không biết có phải nguyệt nhận thấy tâm trạng tôi hơi trầm lặng không mà quay sang hỏi han thực sự bản thân ép a đi với người có đôi có cặp cảm giác như mình bị ra rìa nguyệt với hải suốt bữa ăn luôn trêu tôi rằng sớm có người yêu để đi cùng họ cho có đôi có cặp hải còn tốt bụng muốn giới thiệu cho tôi mấy người bác sĩ cùng viện tôi thì luôn nghĩ tình yêu bắt nguồn từ duyên phận vậy nên tôi không muốn gượng ép bằng việc xem mặt hay làm mai làm mối mãi đến khi về nhà lúc tôi với nguyệt nằm ngủ nó liền nói này quý tao hỏi mày một câu nhé ờ ừ, hỏi đi có phải có phải mày có vấn đề về giới tính không kiểu như lét gì đó tôi nghe vậy bật cười đáp lại sao mày hỏi như vậy vì tao thấy mày chẳng yêu ai cả, cũng chẳng để ý đến đàn ông. Từ hồi cấp 3 đã thấy mày như vậy rồi. Tao là bạn thân mày, nếu mày có gì cứ tâm sự tao nghe. Tôi đưa tay ôm chặt nó rồi lẻ lưỡi trêu. Thế nhớ tao yêu mày, thích mày thì sao? Nó đẩy tôi ra, làm điệu bộ sợ sệt. Thôi, tao xin mày, tao là gái thẳng tôi thấy nó run run người thì không trêu nữa đêm ấy tôi với nguyệt tâm sự tới tận sáng mới dậy thế nhưng tôi tuyệt nhiên không hỏi bất cứ câu hỏi nào về hải thế rồi những ngày sau tôi lại bắt đầu bận rộn công việc chiếm gần hết thời gian của tôi nguyệt cũng bận nó có một dự án lớn nên không còn nhiều thời gian dành cho tôi thời gian đó tôi cũng thử dò la tin tức của hải thực sự tôi rất tò mò về anh ta nên có nhờ người tìm hiểu hộ. Và quả thực những suy đoán của tôi về Hải không hề sai. Mẹ của Hải làm giám đốc một bệnh viện nổi tiếng. Chỉ có điều anh ta không làm ở viện của mẹ mà làm bên Bạch Mai. Ba anh ta trước kia làm chức vụ rất cao bên quân đội nhưng đã mất cách đây 5-6 năm. Đúng là một gia thế khủng. Bảo sao Nguyệt lại yêu cũng đúng. Mắt nhìn người của Nguyệt chẳng hề tầm thường. Tôi lại khẽ thở dài. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại